Em Việt Cường chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh mua bán xe cũ xe nướt đã qua sử dụng của em Việt Cường. Số điện thoại của em Cường là 0964770828. Các bác cần mua xe, bán xe hay đổi trả xe trên mọi miền tổ quốc đều có thể alo ngay cho em Việt Cường để em Việt Cường hỗ trợ và bấm giá cho các bác nhé. Thì trong tổng tài chính mà hơn 300 triệu, ngày hôm nay em Việt Cường xin phép giới thiệu cho các bác. Đằng sau em Cường đây là chiếc Ford Escape sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014, xe cực kỳ đẹp luôn. Tầm tài chính hơn 300 tí tí thôi, bằng một chiếc i10 khoảng độ 20. Đó, các bác nào đang quan tâm thì có thể nán lại để xem hết video của em Việt Cường, comment lại nhỏ các bác nhá. À, mà đặc biệt hơn, các bác nào đang cần tìm kiếm những chiếc xe đã qua sử dụng thì có thể là ấn follow hoặc là đăng ký kênh YouTube của em Việt Cường, để khi nào em Việt Cường ra thì là ra video về những chiếc xe cũ xe nước đã qua sử dụng thì có thể là các bác sẽ đón chờ và có thể là tìm kiếm những chiếc xe ưng ý với mình nhất các bác nhá. Và sau bây giờ đó, em Cường xin phép mời các bác chiêm ngưỡng chiếc xe, comment lại nhỏ của em Việt Cường nhá. Em Việt Cường xin phép giới thiệu cho các bác, trước mặt chúng ta đây là chiếc Ford Escape sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu lăn bánh năm 2014. Chiếc xe này mang tên cá nhân một chủ sử dụng từ đầu, 30A01841. Hồ sơ thì em cầm tay rồi nhưng mà em chưa rút hồ sơ, thì trong ngày nay hoặc ngày mai em sẽ rút hồ sơ cho các bác thôi. Đó, ngoại thất là màu đen. Đây, xe mộc mạc giản dị. Về thì em Cường có chia sẻ là em Cường đã dọn rửa qua khoang máy để nó sáng hơn, thì em Cường quay cho các bác xem. Lại gần đây, điểm nhấn đây của những chiếc xe là có cụm đèn này, khá là sắc sảo luôn. Đời 2013. Đèn thì đèn này halogen. Đó. Đèn gầm thì cũng thế, có mặt các năng dạng tổ ong này. Đó. Khoảng sáng cầm xe. Rồi. Khá là ok rồi các bác. Các bác đi đường đồi núi hay là đi những địa hình gồ ghề thì khoảng sáng cầm xe này thì cực kỳ là tốt. Đó. Đi vượt chướng ngại vật khá là ok. Chiếc xe là phiên bản 2 cầu các bác nhá, 2 cầu máy xăng 2.3. Đó. Lốp mít nốp này đi khoảng độ 3 vạn nữa là phải thay rồi. Đó. Tài chính bây giờ khoảng độ hơn 300 thì khoảng bằng một chiếc i10 19-20 gì đó. Thì các bác đang có quan tâm đến chiếc gầm cao 5 chỗ thì các bác tham khảo cho các bác nhá. Có bậc để chân lên xuống, xi nhan tích hợp trên gương. Đó. Bên ngoài cái chiếc xe này mang ngoại thất màu đen thì nhìn rất là cứng cáp và khỏe khoắn. Những cái đường này, vân này, bo. Đó. Nhìn cứng ngắc khỏe khoắn. Trên này thì có giá này, các bác đi chơi hay là đi về quê mà có cần chằng đồ nhiều thì đây là một chiếc xe cho các bác tham khảo qua. Vậy. Với tài chính khoảng độ hơn 300 thì em thấy là cái chiếc xe này cũng khá là ok đấy. Đời cũng khá là 23 24. Tính ra thì là 24, 65, 9 năm sử dụng thì còn lại những cái gì? Đây, thì em Cường với các bác cùng đi xem luôn. Đằng sau có những cảm biến phía sau, tránh va chạm này, camera lùi này. Ở đằng sau này em ấn tượng nhất là chiếc xe này có mở kính. Đấy. Khá là ok. Ford thiết kế thì bền bỉ rồi. Nhưng mà dòng Ford này thường thường các bác có để ý thấy là chuyên về bán tải nhiều hơn đúng không các bác? Đó. Chuyên về bán tải nhiều hơn. Đằng sau cốp này, cốp khá rộng này. Đó. Vẫn còn mộc nguyên. Em Cường để ý thấy là những cái phần nhựa này, những phần nhựa này anh chủ cũ đi cực kỳ giữ nên là không có một vết xước, hoặc là anh đổ để ít đồ ấy. Ốc ác này. Chất lượng của xe thì em Cường luôn luôn cam kết chất lượng bằng văn bản cho các bác. Khi các bác đến xem xe thì em Cường cam kết cho các bác, xong đó là đi check test. Nếu không như những gì em Cường cam kết thì em Cường sẽ hoàn trả lại số tiền cọc và có thể là bồi dưỡng thêm cho các bác cái chi phí đi lại cho các bác nhá. Vì đôi khi em Cường quay lên đây thì có những chiếc xe cực kỳ đẹp, có những xe chiếc xe khá, vì em Cường làm từ những chiếc xe khá trở lên chứ không làm trừ như chiếc xe trung bình đó, nên là các bác cứ tham khảo. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết nhất khi những các bác ở xa thì các bác có thể xem chi tiết chiếc xe qua màn hình nhỏ, thì có thể điện alo cho em Cường để em Cường hỗ trợ về giá, và sau đấy lên thì chúng ta có thể xem lại và đưa ra nơi thứ ba check test, hoặc tin tưởng hơn em Cường thì có thể là em Cường viết giấy cam kết cho các bác. Đó. Ở phần cánh cửa này có những cái vân gỗ ốp này khá là sang trọng. Đây. Sáng, kỳ sáng luôn. Có hệ thống loa trên cánh cửa này. Đèn. Đây đằng trước này đi. Đây ạ. Mới không các bác? Đó. Mộc mạc giản dị thì em Cường đưa đến cho các bác. Đây. Thì hôm nay chiếc xe này có một anh ở công ty nhà em, anh đang đi. Đó, chở bạn nhỏ đi học xong thì đồ vẫn còn để đây, chưa thu dọn gì. Ghế lái của chiếc xe này khá là căng. Đó.
Đây vào bên trong anh Cường cho các bác xem này. 125.779 km thì tương đương với lại 12 vạn các bạn. 900 sử dụng cũng không quá là nhiều đâu, không quá là nhiều với chiếc xe 9 năm sử dụng đâu. Mỗi năm các bác cứ tính trung bình ra là khoảng độ 2 vạn, hơn 2 vạn cũng có. Những chiếc xe đi có mấy nghìn cây cũng có, thật sự là thế. Đây, về những chiếc xe gầm cao 5 chỗ là đi cực kỳ là thích. Khoảng sáng gầm xe rộng đó, 12 vạn đây. Những chi tiết hao mòn này các bác ơi đó. Khá là mới. Có màn hình này đó. Cây cầu cũng như hệ thống điều hòa. Cần số đấy ạ. Hơi mòn một xíu xiu. Chiếc xe này có cả cảm biến áp suất nốt các bác nha. Đó, cảm biến áp suất nốt này. Đây, phần bên cạnh này ạ. Ghế khả năng mới. Bệ thì tay. Đó, ra phần khoang máy đi. Em Cường sẽ quay chi tiết hơn cho các bác về phần khoang máy của xe. Vì những chiếc xe đời thấp như thế này thì là quay kỹ về phần khoang máy thì sẽ ok hơn. Ui, nắp cabo khá là dày dặn đấy ạ. Máy xăng thì đi cực kỳ êm rồi. Đó. Đừng có đâu rồi các bác ơi. Em sẽ lia từ từ để cho các bác cảm nhận xem là những ốc đè của xe còn mới không hay là đã được thay thế rồi. Những chi tiết này, xương xe này có bị va chạm đâm đụng gì không. Nhìn qua màn ảnh nhỏ thì các bác có thể là cảm nhận được một chút xíu vào đấy. Đó. Về chiếc xe này, nếu mà các bác đang có quan tâm hơn thì có thể là đến ngay với em Việt Cường để em Cường có thể là hỗ trợ các bác xem xe, lái thử và trải nghiệm xe miễn phí bên nhà em Việt Cường các bác nhá. Tài chính thì hơn 300 một tí thôi. Thì em Cường đang bán chiếc xe này. Các bác nào mà đang có quan tâm đến chiếc xe này thì có thể là alo ngay cho em Việt Cường với số điện thoại là 0964 770 828. Em có địa chỉ tại số 5 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Em Cường rất mong các bác đang yêu quý chiếc xe này có thể là đến em Cường xem xe, lái thử và trải nghiệm xe miễn phí các bác nhá. Lời cuối cùng của cho em Việt Cường xin phép kết thúc video đây. Xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, bình an và ngập tràn hạnh phúc. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bác.